Dạ chị Phát, dạ chị Phát cầm lên. Làm gì vậy? Xay chảo. Má Tư của Hoa đang đổ bánh xèo. Rồi bên kia thì là dì Sáu. Dì Sáu là chị của mẹ, còn má Tư là chị của ba của Hoa. Bánh xèo. Hôm nay thì lễ Phật Đản là lễ lớn 15 tháng 4. Không biết quý vị có ăn lễ lớn không? Hay đồ chay? Củ cây sắn với củ cây đỏ xào. Còn này là chả với lại tàu hũ. Đậu hũ. Ba của Hòa thì ăn cơm. Chú không ăn hả chú? Ăn hết nổi rồi. Ngủ ngon hơn ăn. Này cưa mấy cây dừa xong thì ghé nhà Hoa ăn cơm. Rồi quý bà con thông cảm nha, đây bà ấy cần mặt nùi không à, không lịch sự luôn, nhỏ này nó quay phim nó không cho ai. Vậy đời thường rồi này hả? Quá trời hầm luôn quý bà con, quá rồi. Mày quá rồi. À, ăn tương nhưng mà vẫn có đãi mặn cho mấy chú với mấy anh ăn cơm nè, để có sức làm việc. Bà của Hoa cũng đang coi clip của Hoa đó kìa. Coi có gì chỉnh sửa lại giùm cho Hoa, góp ý. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình của Hoa, đại gia đình. Rồi. Mời con dùng bữa cơm nó đảm bạc nha. Ăn với ba của Hoa đi. Hoa ngại lên hình. Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để ba của Hoa tiếp tục cưa hàng cây dừa nằm ve qua bên phía bên kia vườn luôn. Và chủ vườn bên đây sẽ trồng lại những cây sầu riêng giống mới, mua sân kim hay là qua sân kim gì đó, Hoa cũng không rõ nữa. Bên đây nghe ba của Hoa nói cưa cây là đã trồng mấy cây sầu riêng vào luôn rồi. Có cây gáo và cây bờ lời rồi nữa. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa và nhóm thợ cưa là chú Dũng, anh Hiền và chú Đường sẽ cưa hoàn thành cái hàng cây dừa này như thế nào. Hai gịch nói. Mấy cái hàng sầu riêng ở phía bên ngoài nè. Mấy cái dừa gáo lớn ghê luôn á. Ah!
tàu giờ sinh xuống bị hụt chân. Lá anh bị hư hết trơn. Dừa đây giống gáo lớn. Dừa một trái dừa có thể một lít hơn, nước hơn luôn á. Mà cũng không uống dừa kìa. Lên qua đầu bà của hoa luôn. Đi nhúng thêm nữa. Vì ở gần đây còn nhiều cây nên hoa xin phép không có quay bà của hoa cưa mấy cái phần tàu dừa và củ hủ dừa. Cái này là cây gáo. Cái phần lỗi nó có màu vàng vàng. Bên kia có bé lấy điện thoại quay phim kìa. Đang kích cái tòi bên cây dừa bên kia.
ngoài rồi. Nó nặng phía bên ngoài nhiều lắm luôn á. Dũng cũng cửa phần nhánh phụ của ta của hoa luôn. Còn phần xuông thì để lại, nhưng mà chủ nhà kêu cưa tới đâu thì cưa tới đó, để cưa trước thì uổng cây đó, rồi cưa cây sầu riêng bỏ luôn. Do gần đây có tiếng nhạc nên Hoa xin phép giật máy nổ để lắng át tiếng nhạc, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Cái này chắc cũng kéo bằng tay luôn á. Không hư cây sầu riêng. Mấy cây này gió ngược nên ba con Hoa nhờ chú Dũng và anh Hiền cưa mé tàu rồi. Chú đằng kia đứng xa nhưng mà vẫn sợ né qua một bên đó. Chuột. Nó chui dưới rồi ba ơi. Nước rồi. Chui dưới rồi. Cưa cây dừa cuối cùng luôn.
chuột nữa. Lấy củ hủ dừa là xong. Vừa bự ghê luôn nè, dài nữa. Ba Cô Hoa và nhóm thợ cưa cũng đã cưa hoàn thành xong hai hàng dừa giáp ranh với vườn nhà hai bên nè. Ba cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.